sát vô mới thấy đã. Nhìn cái tay nè, và cái tay Vi nè, và cái lưng nè. Thôi quá chừng luôn. Trời ơi, nặng mê luôn đấy. Ê, không thấy đường, bỏ ra. Qua đây coi này Linh. Nhìn đã nè. Mụn nào mụn đó. Ồ, ồ, trời bá. Ok, để giùm chị nha, về luôn hả? Đánh qua đây nặng mụn nha Linh. Ok. Mai mốt mà gọi nhắn tin mà không thấy chị trả lời cứ gọi điện vậy nha Linh. Nhiều khi chị đang bận tay á, đang làm á. Xong chưa? Chưa quay đi này coi đã mà coi gì mà quên. Mở cái điện cho chơi này nè. Cái lưng của nó ít hơn này. Lưng con có bụng luôn á. Cần động phụ không Vi? Đặng cho quen tay được không? Hay một người đặng thôi. Ê, dơ tổng quát được không? Tổng quát là sao? Ý là dơ nó cái cao cao lên cho cái diện nó rộng ra là nhìn thấy nguyên cái lưng nè. Ok. Đừng có xa quá, không thấy mấy cái mụn nó đang phọt ra nè. Rồi, thấy nè. Đi sát xuống thì thấy cái mấy cái mụn này nó mới đá quanh ơi. Mỗi lần nặng xong mà có lỗ luôn nè. Mọi người thấy không? Mụn lưng nhà Vi. Mình có thấy mụn lưng nhà Vi chưa? Hộp nào hộp đó như hộp đậu đen nè. Nó hồng thành dính luôn. Đó. Ai có mụn lưng thì tới Vi Vi nặng liền nha. Chứ để mà ấy riết là để lâu quá là hả? Thành sẹo lưng luôn á. Đây là bị hết lưng luôn á.